Xin chào quý vị đã đến chương trình Trực diện TV. Thì phong trào chống tham nhũng hay còn gọi là chương trình đốt lò do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề ra thì được rất là nhiều người ủng hộ, và phải nói rằng cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng rất là quan tâm về cái việc này. Thì người ta cứ thấy rằng các cái quan lại hay là những cái người mà làm ăn bất chính rồi giờ lợi dụng các cái sự quen biết để mà cấu kết với nhau tạo nên những cái nhóm lợi ích và đục khoét cái của công và làm giàu trên cái xương máu của người dân cũng như là lấy cái tiền thuế của người dân đó để mà làm cái của riêng. Thì đó là những cái điều không thể nào chấp nhận được. Và trong một cái thế giới gọi là hòa nhập trong cái cộng đồng chung, một cái thế giới phẳng, và Việt Nam gia nhập rất là nhiều các cái tổ chức định chế kinh tế thế giới và một cái môi trường gọi là lành mạnh để mà phát triển kinh tế, lành mạnh để tạo ra một sự công bằng, để mà có một cái sự phát triển đồng bộ và về mọi mặt luôn. Trong đó đó, cái minh bạch về cái tài chính, minh bạch về cái môi trường làm việc là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà xây dựng cái hình ảnh, xây dựng một cái vị thế của quốc gia. Tại sao người ta nhìn vào Singapore, người ta nói rằng nơi đó là một cái nơi rất là đáng để người ta bỏ tiền vào, người ta có tin tưởng để mà mua cái thị trường chứng khoán của Singapore thay vì mua của Thượng Hải, hay là người ta lại thích cái Hồng Kông thay vì người ta phải đi mua ở bên Bắc Kinh. Thì tất cả những cái điều đó cho thấy rằng để mà được trở nên một cái thị trường tài chính hay là thị trường một cái nơi đầu tư vững mạnh thì trong đó có rất là nhiều thứ, ngoại trừ các cái chính sách về thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh, rồi trong đó cũng phải có sự minh bạch, và ngay cả chống tham nhũng cũng là một trong 12 các cái yếu tố mà sẽ gọi là xây dựng nên một cái quốc gia hay là một cái nơi gọi là có cái tự do kinh tế mà nó có cái tiêu chí cao để mà người ta đảm bảo. Chính vì cái điều này cho nên là trong thời gian gần đây, như là cái đại hội lần thứ 13 và vừa rồi đó là trong cái hội nghị trung ương lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có nói đến cái việc là xây dựng một cái nhà nước pháp quyền và tăng cường pháp chế và xây dựng pháp luật, và trong đó nêu cao cái vấn đề chống tham nhũng. Chính là ông Nguyễn Phú Trọng vừa rồi cũng đã trả lời đối với các cái cử tri ở Hà Nội rằng là có nhiều cái vụ tới đây còn phải làm dữ dằn hơn nữa, và có trốn cũng không trốn được. Đó là cái điều mà chúng ta đã thấy. Thì vừa rồi đó, gần đây ngày 19 tháng 10 năm 2022 thì cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an của Việt Nam tiến hành khởi tố vụ án và thực hiện một cái lệnh bắt giam đối với hai người đã từng đứng đầu tại cái khu vực, tại một cái tỉnh thành rất là nổi tiếng ở trong miền Nam, đó là tỉnh Đồng Nai. Thì hai người này là một cái người cựu chủ tịch của tỉnh Đồng Nai và một người là cựu bí thư của tỉnh Đồng Nai. Và cựu bí thư này là ông Mười Thành. Mười Thành là một cái người rất là nổi tiếng, một cái người mà trong suốt một khoảng thời gian rất là dài đã có những sự râm ran, có những sự bàn tán, và người ta nhìn vào cái gia đình của ông Mười Thành cũng như là cái người mà gọi là ông Đinh Quốc Thái là cựu chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thì những người này thấy rằng có ở những cái ngôi nhà như là biệt phủ, rồi có sở hữu đất đai, và người ta nghi ngờ và người ta đánh giá rằng có vấn đề. Cũng như là trong suốt một khoảng thời gian rất là dài ở Đồng Nai cũng có khá nhiều các cái vụ việc. Vụ việc thì rất là nhiều rồi, từ những cái công trình có những cái dấu hiệu nghi ngờ cho đến quá nhiều các vấn đề. Và bây giờ đó thì ngày 19 tháng 10 chỉ là khởi tố và bắt giam hai cái cựu gọi là quan chức đứng đầu của cái tỉnh Đồng Nai về một cái tội danh này rất là xấu xa, tội danh gọi là tội nhận hối lộ. Thì tội nhận hối lộ thì bây giờ vẫn đang điều tra thôi, vẫn chưa phải là kết tội. Tuy nhiên đối với các cái quan chức đó mà phạm tội, và trong cái phong trào chống tham nhũng thì cái tội mà gọi là xấu xa nhất, đê tiện nhất và người dân người ta khinh bỉ nhất đó là tội nhận hối lộ, là đã trở thành một cái quan tham. Một cái tham quan thì không ai công nhận hết. Dĩ nhiên là quan tham á, nó không chỉ là tội nhận hối lộ, không, còn có những cái tội khác nữa, thí dụ như là cố ý làm trái để mà đục khoét của công, để mà làm những hành vi lừa đảo rồi đó để mà chiếm đoạt tài sản của những người khác chẳng hạn, hay là của nhà nước, thì tất cả những hành vi đó cũng là những hành vi của là chuột khoét, là những hành vi mà
rất là xấu xa. Tuy nhiên thì hối lộ để mà nhận cái của đúc lót á, đối với cái chốn quan trường lúc nào người ta cũng đặt đến vấn đề xấu nhất là nhận của công, của nhận của đúc lót, nhận của hối. Từ thời mà phong kiến tới bây giờ thì người ta cũng đã rất khinh bỉ rồi, và cho thấy rằng đó hai cái bị can này bị bắt vì liên quan đến một cái sai phạm trong cái khu vực gọi là đấu thầu để mà xây dựng và mua sắm các cái trang thiết bị tại cái dự án đầu tư xây dựng của cái bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Thì bệnh viện đa khoa Đồng Nai là một cái bệnh viện rất là lớn. Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đó, theo như cái kinh phí, đây là chúng ta thấy cái hình của bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Thì theo như cái đề xuất đó, thì bệnh viện đa khoa Đồng Nai được dự trù là xây dựng cái kinh phí lên tới coi như là 1.900 tỷ đồng, hơn 1.900 tỷ đồng luôn. Và liên quan đến cái vụ việc này, thì ngày 29 tháng 4, tức là cách đây cũng mấy tháng rồi, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố một cái vụ án, gọi là cái vụ án đối với các cái bị can, thí dụ như là ông Phan Huy Anh Vũ là một cái người trong cái thời điểm mà xảy ra các cái vụ về lùm xùm, thì ông ta là giám đốc của cái bệnh viện này, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Và sau một cái thời điểm đó thì ông Phan Anh Vũ đó, Phan Huy Anh Vũ này đã được điều lên là phó giám đốc của sở, nói chung là xây dựng cái công trình và có một cái sự lem nhem như vậy người ta không phát hiện. Và để lên tới phó giám đốc và sau đó ông giám đốc thì nghỉ hưu, thì ông Phan Huy Anh Vũ còn được nâng lên làm giám đốc của sở coi như là y tế nữa. Và trong cái thời điểm vụ án bị phanh phui ra và tiến hành bắt giam thì ông Phan Huy Anh Vũ đang là tại chức, đang là giám đốc sở. Thì ông Phan Huy Anh Vũ cùng với một số những người khác, trong đó người ta thấy rằng có khởi tố luôn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một cái đầu nậu gọi là cung ứng các cái trang thiết bị vật tư y tế, cũng như là giám đốc và chủ tịch của một cái hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, hay còn gọi tắt là công ty AIC. Thì bên cạnh đó thì người ta khởi tố bắt giam thêm một số những cái nhân viên nữa, thí dụ như là Quỳnh Thúy Nga là cựu phó tổng giám đốc của AIC, rồi Nguyễn Văn Minh cũng là nhân viên, rồi một vài những cái nhân viên khác nữa, thậm chí là bắt luôn những cái người mà gọi là thẩm định viên, như là cái ông coi như là Quỳnh tổng giám đốc công ty thẩm định giá của Thế Hệ Mới, rồi nhiều cái người khác như là chuyên viên thẩm định. Dĩ nhiên là phải có một sự phối hợp với nhau, nó tạo nên một cái sự chặt chẽ. Và bị khởi tố về cái khoản 3 của điều 222 về trong cái bộ luật hình sự, vì cái việc mà vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả rất là nghiêm trọng. Thì đây không phải là cái vấn đề mà cái những người này là đầu tiên là bị phạm bộ tội này đâu, có rất là nhiều người trong cái phong trào chống tham nhũng đó, thì có quá nhiều các cái bị cáo đã vi phạm vào cái điều đó. Người ta không tuân thủ các cái quy tắc, không tuân thủ các cái quy định về vấn đề đấu thầu, về vấn đề định giá, về và trong vụ này đó thì có một sự phối hợp giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của cái công ty AIC và những cái nhân viên đã giúp sức để mà làm cái những việc đó, và người ta kết hợp luôn để tạo ra với những cái cơ quan định giá để mà nâng khống cái giá trang thiết bị vật tư y tế lên và tạo ra những cái môi trường và những cái đề xuất đó. Người ta làm hồ sơ rất là đẹp và có những sự đạp dò đạp cẩn với nhau để mà trình lên các cái cấp trên. Và đến ngày hôm nay đó thì theo các cái báo chí cho biết rằng là khởi tố hai cái người đứng đầu của tỉnh Đồng Nai, nhưng mà không có nói rằng là hối lộ bao nhiêu, nhận hối lộ bao nhiêu thì chúng ta chưa có biết. Thì trở lại cái vụ công trình làm coi như là bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thì cho biết á là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước đây đã có phê duyệt về cái việc mà điều chỉnh năm đầu tư tại cái quyết định năm 2010, quyết định số 1872. Và trong cái quyết định đó thì nâng cái tổng mức vốn đầu tư lên chính xác là 1.904 tỷ đồng và giao cho bệnh viện đa khoa của tỉnh Đồng Nai làm chủ dự án để mà đầu tư. Và trong cái quá trình điều chỉnh dự án thì hồ sơ đấu thầu có 12 cái gói thầu gọi là mua sắm các cái trang thiết bị,
Vật tư y tế trong cái giai đoạn ngầm thuộc cái dự án đầu tư giai đoạn từ 13 đến năm 2015. Tức nghĩa là dự án này được chia làm hai giai đoạn. Và cái sai phạm của 12 gói thầu này nằm trong cái giai đoạn 13 đến 2015. Và các cái cán bộ thuộc bệnh viện đa khoa đồng tỉnh, của tỉnh bệnh viện đa khoa Đồng Nai đó gọi là chủ đầu tư, và công ty AIC cũng như là đơn vị tư vấn độc lập, rồi những cái lập hồ sơ mời thầu chấm thầu đủ thứ chuyện hết, tất cả đều có cái dấu hiệu sai phạm trong cái vụ này. Và công ty coi gọi là AIC đã trúng thầu 12 cái gói này, và 12 gói này đó trúng thầu với tổng cái giá trị của nó là 476 tỷ 87, tức nghĩa là gần 477 tỷ đồng, 477 tỷ đồng, nhưng mà đã bị cơ quan gọi là điều tra của Bộ Công an xác định rằng là bước đầu đó đã có cái việc gây thiệt hại cho nhà nước 152 tỷ đồng. Tức nghĩa là tổng cái giá trị của 12 cái gói thầu gồm có khoảng 477 tỷ. 477 tỷ trong đó là ít nhất là nâng khống lên khoảng 152 rồi. Tức nghĩa là cơ quan điều tra đã xác định là trước mắt là bị như vậy. Như vậy thì trong cái vụ này đã chung chi cho các quan là ai? Hai cái người gọi là bí thư và chủ tịch của cái tỉnh Đồng Nai thì họ nhận bao nhiêu? Đó là một cái câu hỏi và chúng ta chắc chắn sẽ có cái câu trả lời trong một khoảng thời gian tới. Bởi vì đối với cái việc mà khởi tố đó thì khởi tố tội hối lộ thì tội hối lộ phải có tiền, và tội hối lộ là căn cứ theo luật hình sự của Việt Nam chỉ cần từ 1 tỷ đồng trở lên là có thể bị khởi tố vào cái khung hình phạt, có thể bị phạt từ 12 năm, 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình rồi. Nói chung là cái tội nhận hối lộ là cái tội rất là nặng. Và đối với tội nhận hối lộ đó thì nhiều khi chỉ cần 2 triệu đồng trở lên người ta có thể xử lý hình sự, chứ không cần phải là 3 4 triệu. Có nhiều người đó trong chúng ta thì nhiều khi nghĩ rằng cái việc mà đưa tiền cho nhau hay là đi cúng cho các cái quan lại hoặc là đi nịnh hót các cái cấp trên thì đem biếu những cái vật phẩm, có khi là nhiều khi là bây giờ vật phẩm mà 1 2 triệu là chuyện bình thường, 2 3 triệu là chuyện bình thường. Cho một cái vấn đề gì ta đem lại tặng cho một cái chậu bông, hay là đem tặng một cái cây bonsai gì đó mà nó có giá trị chẳng hạn, một cái cây kiểng có khi là lên tới mấy trăm triệu nữa. Và việc tặng quà như vậy cũng phải được xem là hối lộ. Và tất cả những cái vụ việc đó nếu như mà phanh phui mà làm nghiêm hết đó, thì có lẽ là rất là nhiều người trong cái số á chúng ta nhiều khi nhận thức rất là sai lầm về cái việc mà tội nhận hối lộ. Khi mà bị cảnh sát giao thông chặn lại, có khi người ta phải để làm cái việc gì đó để mà lót tay lót chân, rồi đưa tiền chẳng hạn, hoặc là đi làm một cái vụ việc làm giấy tờ các thứ rồi đó, rủ đi ăn nhậu, rủ đi 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 đâu đó ra ra chỗ riêng để mà nói chuyện, rồi lót những cái bao thơ, những cái điều đó đó thì rất là khó để mà phát hiện. Nhưng mà trên cái mặt bằng chung á, người ta nhìn thấy rằng tại sao các cái quan chức á lại cứ rất là giàu có một cách rất là bất thường, và những cái biệt phủ lên nó mọc lên mà coi như là to lớn nổi một cái hàng rào không, người ta thấy hết hồn rồi, không có đủ tiền để mà xây. Nhớ với một cái quan chức mà đứng đầu một cái tỉnh hay là đứng đầu một cái bộ, đứng đầu một cái cơ quan nào đó, nhiều khi lương bổng chỉ khoảng mười mấy triệu, chưa tới hai chưa tới 1.000 đô, chưa tới 1.500 đô, mà tại sao người ta có thể làm những cái nhà lớn như vậy. Đến khi bị chất vấn thì nói rằng làm thối móng tay, làm cũng điên khùng lắm. Vậy làm điên khùng là làm cái gì? Làm con nuôi, làm là chổi đót, làm tầm bậy tầm bạ, nói chuyện ra để cho dân họ cười. Thì tất cả những cái điều đó chúng ta thấy không thể chấp nhận trong cái thời đại mà nó cái thông tin nó quá bùng nổ như hiện nay. Và trở lại cái vụ việc này đó thì ông chủ tịch của tỉnh Đồng Nai, ông Đinh Quốc Thái, và coi như là ông Trần Đình Thành, tức nghĩa là ông Mười Thành, hai cái người này đã từng đứng đầu trong cái khu vực. Và đây là hình ảnh của hai ông ha. Thì ông Thành đó là 67 tuổi và cựu chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, từng là đại biểu Quốc hội và giữ cái cương vị bí thư của tỉnh Đồng Nai trong hai cái nhiệm kỳ liền. Tức là nhiệm kỳ từ năm 2005 đến 2010, rồi một cái nhiệm kỳ kế tiếp luôn, tức là 2010 đến 2015. Còn đối với ông Thái đó là cái người năm nay là 63 tuổi, nhỏ hơn ông kia 4 tuổi,
Và ông Thái từng giữ các cái chức vụ như là giám đốc nhà máy điện cơ Đồng Nai, rồi phó giám đốc sở công nghiệp, rồi chủ tịch ủy ban dân của Biên Hòa, rồi sau đó thì lên phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai và cuối cùng là giữ cái chức làm chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Thì ông Thái cũng đã bị kỷ luật, gọi là khiển trách vì thiếu cái sự kiểm tra và để cho cấp phó ký các cái văn bản pháp luật trái với quy định, và phó chủ tịch của tỉnh Đồng Nai cũng đã bị khởi tố trước đó, thì đã bị xử lý. Và bây giờ chúng ta thấy hình ảnh của hai cái người này, một cái người là chủ tịch, một cái người là bí thư, chúng ta thấy những hình ảnh như vậy. Và đây cũng là hình ảnh của hai người ha, ông Đinh Quốc Thái là cái người đứng bên trái của cái màn hình đó, còn ông Trần Đình Thành đó, thì chúng ta thấy rõ ràng. Và những cái đồn thổi thì và ngày hôm qua tới nay đó thì báo chí ở trong Việt Nam đăng rất là nhiều về cái việc mà nói rằng là choáng ngợp với các cái khu đất rất là rộng của ở hàng nghìn mét vuông của cựu bí thư tỉnh Đồng Nai ha. Đây những hình ảnh mà chúng ta thấy là nổi mà cái cổng không thấy cũng hết hồn rồi, dân đen mà nếu mà làm tới 100 năm, 1000 năm cũng chưa chắc gì có được cái số tiền để mà xây được cái cổng này, chứ đừng có nói chi mà mua được miếng đất. Trong khi đó thì cái tham quan vô lại đó, nhiều khi nó lại chúng ta thấy những hình ảnh nè đưa lên như thế này, nổi mà biệt phủ trong đây đó, những cái chấm mà xanh xanh đó là chúng ta thấy toàn là những cây kiểng đó, những cái cây kiểng mà nghe nói là những cái cây kiểng nó có thể định giá lên tới hàng trăm tỷ đồng. Và trong cái khu đất hình như là gần cái Bửu Long, trong cái vùng núi Bửu Long, cái khu du lịch Bửu Long, và cũng rất là gần đối với cái văn miếu gì đó rất là đẹp nữa, một cái cảnh quan tuyệt vời của cái tỉnh Đồng Nai, một cái khu đất gọi là đắc địa. Và nơi đây đó cũng được cho rằng là một cái nơi để mà nghỉ ngơi, để mà thư giãn, chứ cũng có lẽ là cũng còn những cái khu đất khác nữa. Thì tất cả những cái điều đó có lẽ là cơ quan chống tham nhũng người ta sẽ làm tiếp. Bởi vì cái tội nhận hối lộ thì ngoại trừ cái việc mà phải trả lại tiền hối lộ thì còn có thể bị xử lý những hình phạt phụ. Thì khi mà nhìn ảnh, những hình ảnh như thế này phải nói là nó rất là phản cảm. Chúng ta thấy không? Cận cảnh cái hình ảnh, cái căn nhà đó, một cái khu biệt phủ rất là kinh khủng và rất là giàu có. Và bên cạnh những cái người dân khác đó thì người ta ở những cái khu nhà cao tầng, chỉ là một cái căn hộ như vậy thôi là rất là quý rồi. Trong khi đó thì trong cái khu vực này thì cho biết rằng có hai cái lô đất, một cái lô là 2.000 mấy trăm mét vuông, trên 2.000 mét vuông, và một cái lô đất đó thì là 4.000, hơn 4.000 mét vuông. Đây là hình ảnh đó. Khu đất này bao gồm hai thửa ghi rất là rõ đây. Và thửa thứ nhất là có diện tích là 4.300 mét vuông đã được xây dựng hoàn chỉnh và đặt cây cảnh gọi liền kế cái thửa đất đó. Là cái thửa đất thứ hai có cái diện tích là trên 2.100 mét vuông và được che chắn khá kín đáo với hàng tôn quay vanh và che chắn cái bức tường rào bên trong. Cả hai cái thửa đất này là do bà LTBN, vậy đó là vợ của ông Thành đứng tên, tức là các quan của mình ít có đứng tên đó. Các quan của mình thì để cho các bà hay là em vợ, chị vợ, cháu vợ gì các thứ này kia nọ. Nhưng mà rõ ràng trong cái việc mà kê khai tài sản theo quy định của nhà nước đó thì đến bây giờ người ta cũng đã xem xét rất là kỹ, tuy nhiên vẫn còn lọt lưới. Bởi vì đối với những cái bọn mà tham quan vô lại, đối với những cái bọn mà nhóm lợi ích đó, nó rất là khôn khéo, nó rất là dữ dội. Và bây giờ thì chúng ta chờ đợi thôi, chờ đợi khi mà pháp luật đụng tới hai cái người này, và khi mà có cái kết luận điều tra, khi mà có cáo trạng, để mà xem cái hành vi của hai cái quan tham này ra làm sao. Và ngoại trừ cái vụ việc này ra, còn cái vụ gì khác nữa hay không. Ở Đồng Nai thì người ta cũng nhắc nhiều với cái dự án gọi là khai thác cát, rồi dự án những cái sai phạm về khai thác cát, và những cái dự án mà lấn sông của Đồng Nai cũng cũng đã bị lên án rất là dữ dội, và người ta đặt vấn đề thì sẵn những cái điểm này người ta có làm tiếp hay không, thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Và bên cạnh cái vụ án này đó thì có một cái đầu nậu ở bên trong, và một cái đầu nậu này là một cái đầu mối mà có lẽ rằng nếu mà phát hiện được, bắt được cái người này đó, rất có thể là sẽ
khai phá ra hàng loạt các vụ án khác nữa. Bởi vì trong 12 các cái gói thầu mà phía bên cơ quan gọi là cái bệnh viện đa khoa Đồng Nai mà họ trúng thầu đó, thì cái người mà chủ tịch của cái công ty gọi là AIC là cái bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bỏ trốn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ai? Đó là cái điều rất là bí ẩn. Và thời gian vừa rồi có quá nhiều những sự đồn thổi về cái bà này. Có người thì nói là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có lẽ là đang trốn ở bên Nhật rồi. Có người nói là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hình như là bây giờ đang có lẽ là đang sống ở châu Âu, cụ thể là sống ở Anh chẳng hạn. Và trong cái cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội thì ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng đối với tới đây sẽ có rất là nhiều vụ mà phải làm dữ dội hơn, và có những cái trường hợp trốn cũng không thể trốn được. Thì trong cái trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì tại sao lại rất là quan trọng? Thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đó, khi mà khởi tố các cái vụ án ở cái công ty này, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bây giờ đó, khi mà trong cái thời gian mà bỏ trốn, khi mà bị bắt, ra quyết định bắt nhưng mà không được, bà được cho rằng đã bỏ trốn hồi tháng 4 năm 2022. Và gọi là nguyên chủ tịch của hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty AIC, AIC. Và chúng ta thấy rằng đó, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, rồi Phan Huy Anh Vũ và những cái người này đã kết hợp với nhau để mà móc ngoặc, để mà lấy cái của công trong cái vụ án của tỉnh Đồng Nai. Bà Thanh Nhàn đó không chỉ là trúng thầu ở tỉnh Đồng Nai không, mà bà ta trúng thầu ở rất là nhiều nơi. Người ta thấy từ ở Hà Nội, ở Bắc Ninh, ở nhiều nơi ở trên cái đất nước Việt Nam, thậm chí là bây giờ còn có những cái dự án nữa, những cái dự án ở ở có nhiều nơi, thí dụ như là ở Long An cũng có một cái dự án. Và bà Thanh Nhàn đó thì trước đây bà Thanh Nhàn đầu tiên hết cũng chỉ mới là một cái tổng giám đốc của gọi là có cái tiền thân hết đó của bà Thanh Nhàn là làm ở một cái trung tâm xuất khẩu gọi là lao động trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, gọi là để mà muốn đưa những cái người lao động của Việt Nam đi lao động thôi. Và nhưng mà hiện nay đó thì đã tham gia vào rất là nhiều các cái hoạt động trong cái lĩnh vực kinh tế, ngay cả trong cái lĩnh vực tài nguyên môi trường, rồi xâm nhập thẳng vào trong cái lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, và ngay cả vấn đề mà chuyển đổi số, ngay cả về vấn đề đào tạo nhân lực, đủ thứ chuyện hết, gần như là một cái tập đoàn, một cái công ty đa ngành nghề. Và một cái câu hỏi lớn được đặt ra, bà Thanh Nhàn tại sao bỏ trốn, có ai giúp sức hay không? Và bà Thanh Nhàn là một cái đầu mối vô cùng quan trọng để mà người ta tìm ra cái nhóm lợi ích đứng xung quanh bà Thanh Nhàn. Tại sao bà Thanh Nhàn được được trụ vững trong một thời gian rất là dài và được khuếch trương như vậy, và lại len lỏi vào rất là nhiều các cái lĩnh vực, nó đa ngành nghề và phải gọi là đa các cái cơ quan để mà quản lý. Thí dụ như người ta chuyên ngành về một cái mặt lĩnh vực nào đó thôi, để tạo một cái sự quen biết, nó dính liền trong một cái bộ ngành thôi, hoặc là một cái cơ quan, một cái địa phương thôi. Nhưng mà đối với bà Thanh Nhàn, tại sao quá nhiều các lĩnh vực từ tài nguyên môi trường, y tế, giáo dục, giao thông, vận tải cho đến khoa học, công nghệ, chuyển đổi số gì trong cả trong giáo dục nữa. Tất cả những cái ngành nghề như vậy đó, một cái người phải rất là thần thánh, một cái người phải rất là quen biết, và một cái người phải có một cái dây mơ rễ má kinh khủng lắm cho nên mới có thể làm được. Thì tìm hiểu về cái thông tin một chút về cái bà Thanh Nhàn, thật ra thì hôm nay chúng ta muốn nói để mà chúng ta có một cái cách nhìn tổng thể hơn, vì sao có một cái sự vi phạm ở ông chủ tịch và phó chủ và ông bí thư của cái tỉnh Đồng Nai. Thì ở hai người này cũng chỉ là một cái mắt xích thôi, hoặc là một cái sai phạm nằm trong cái nhóm nào đó, tuy nhiên thì ở đằng sau là có cái công ty AIC, thì cái AIC đó họ đầu tư ở nhiều nơi. Người ta điểm lại đó thì như là hồi năm 2017 đó, thì công ty AIC cũng đã từng trúng thầu về mua sắm trang thiết bị, thí dụ như ở trường sư phạm Hà Nội, rồi sau đó thì ở một cái trung tâm học viện chính trị quốc gia, rồi sau đó thì ví dụ như tại Bắc Ninh đi, thì AIC cũng đã trúng những cái gói thầu về vấn đề tài nguyên môi trường gì đó, đủ thứ chuyện hết, và lên tới 100 lẻ mấy tỷ đó trong cái thời điểm năm 2017. Rồi trúng thầu ở nhiều cái
cái địa phương khác nữa, đối với Bắc Ninh, rồi đối với coi như là Yên Bái đó, thì có một cái gói thầu và về các cái trường tiểu học cũng liên quan tới cái vấn đề mà giáo dục. Và cái gói thầu đó khoảng 97 tỷ, rồi AEC cũng đã từng trúng thầu ở hai dự án gọi là thí điểm mô hình về trường học và trường học thông minh cho cái trường cấp 3 ở coi như là lên tới 150 tỷ ở Yên Bái. Nói chung Yên Bái cũng có một số các cái công trình, nhưng mà sau này đó AEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gọi là trên cái trang thông tin đó, mà cái cổng thông tin ở trên mạng xã hội gọi là IEC group.com, thì gọi là của IEC Group á, thì giới thiệu cái doanh nghiệp là đang triển khai hai cái dự án gọi là bất động sản có quy mô rất là lớn. Đó là khu đô thị Phật Tích ở Quảng Ninh. Và cái khu đô thị Phật Tích ở Quảng Ninh thì quy mô xây dựng khoảng 3.000 hecta, và cái dự án của khu đô thị ở Tân An, ở Long An nữa. Và cái khu đô thị Tân An, Long An đó thì cái quy mô xây dựng là 500 hecta. Thì sau này chúng ta đã biết rồi, những cái dự án mà khoảng chừng 300-400 hectare trở lên là những dự án rất là lớn rồi. Những cái dự án đó thì kinh khủng lắm. Và đối với, nhắc tới một chút về vấn đề Quảng Ninh, thì ở Quảng Ninh cũng đã khởi tố một cái vụ án. Và cái vụ án đó cũng liên quan đến bà Thanh Nhàn. Vụ án rất là rõ ràng rồi, người ta chưa xét xử thôi. Thì nói chung đó, cho thấy rằng cũng trên cái thông tin của IEC Group đó, thì cho thấy rằng hiện giờ còn đang triển khai các cái dự án khác như là khu đô thị mới IEC Mê Linh, rồi quy mô xây dựng cũng đã gần 100 hecta, 95 hecta. Rồi đầu năm 2022 thì IEC Group đã chuyển nhượng cái dự án này cho một cái doanh nghiệp khác. Dự án IEC Xuân Đình diện tích cũng đã hơn 4.000 hecta. Nói chung là rất là nhiều những cái dự án như vậy. Và tại sao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ là một cái người phụ nữ chỉ làm về vấn đề xuất khẩu lao động thôi, nhưng mà đã trở thành như là một trong những cái đại gia rất là lớn, và cái sự làm giàu của nó đó cho thấy rằng thông qua cái vụ việc ở cái Quảng Ninh, thông qua cái vụ việc ở ở Đồng Nai, thì cho thấy có cái sự đạp giò đạp cẳng, có những cái sự cơi nới những cái tiền là đục khoét các cái của công để mà dùng cái tiền đó đút lót lại cho những cái người quan tham, và tạo ra một cái môi trường, một cái chất bôi trơn, và cái công việc nó trôi chảy. Thì cũng rất là may khi mà đến ngày hôm nay, mặc dù nhiều cái đánh giá thì có lẽ là bắt mà bắt nóng đó, bắt trong cái thời điểm người ta đang quan chức đó, thì có lẽ là nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì ở góc độ khác thì chúng ta thấy mặc dù nó hạ cánh rồi, đối với các cái quan lại này có khi họ nghĩ là bây giờ là vui thú điền viên, ngồi ở đó mà cắt cảnh để mà tận hưởng những cái thành quả mình đã làm cách mạng trong mấy chục năm, và mình đã gom góp vơ vét được bao nhiêu đó, thì bây giờ mình ngồi đó mình uống trà, mình tận hưởng trong cái khuôn viên gọi là an bình như vậy. Nhưng mà cuối cùng họ cũng không thể ngồi yên, bởi vì theo cái dấu vết của đồng tiền, theo cái dấu vết của cái tội phạm, dù có che đậy cỡ nào đi nữa, nhất là pháp luật càng ngày càng chỉnh chu, và những cái người mà họ có tâm hơn mà họ đi làm việc đó, thì thế nào họ cũng sẽ đào ra thôi, đào ra tới nơi thôi. Bởi vì chúng ta thấy rằng làm sao để mà chứng minh được, làm sao để mà thuyết phục với quần chúng, với người bàng quan thiên hạ được, bàng dân thiên hạ được, khi mà mình có một khối tài sản rất là lớn như vậy. Và cái vụ việc này đó, người ta muốn rằng tới đây phải bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, để mà giống như là trước kia trong cái vụ án ở cái tập đoàn dầu khí đó, khi mà bắt ông Trịnh Xuân Thanh, bắt ông Trịnh Xuân Thanh rồi một cái là phát hiện ra hàng loạt các vụ án khác, thậm chí là người ta khởi tố hàng loạt các bị can khác. Và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn rất có thể cũng là một cái đầu mối rất là quan trọng để mà chứng minh cho cái phong trào chống tham nhũng nó hiệu quả, và chứng minh cho cái câu nói của ông Nguyễn Phú Trọng là có trốn cũng trốn không có được đâu, đã nói như thế rồi. Thì chúng ta cũng cứ chờ đẹp chờ đợi xem trong thời gian tới như thế nào. Và phải nói là cái chương trình chống tham nhũng rất là ấn tượng, và cứ mỗi tuần hay là mỗi 10 ngày gì, chúng ta cứ đọc báo mà thấy quan tham này hay là cái vụ án kia mà được phát hiện, thì đối với những người mà họ chống cộng đó, hay là những người mà họ chỉ trích cái chính quyền Việt Nam, thì cứ nói là nhìn vào cái Việt Nam cứ thấy là tham nhũng tham ô, cứ thấy là quan lại toàn là đảng viên sai phạm như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ở góc độ nó tích cực hơn, là đối với tội phạm mà bắt được
đối với những cái người mà họ họ làm ác đó, họ phải đền tội là cái điều đáng mừng, là cái điều cần thiết. Và xét cho cùng đó, người ta có lôi ra, mặc dù là có đảng viên đi, mặc dù là có là quan lại đi, nhưng mà rõ ràng cũng là do cộng sản họ làm, chứ đâu phải là do mấy cái người gọi là chống cộng cùi họ làm đâu. Và điều đó càng chứng minh rằng người ta không có bao che, mà người ta không có mà bưng bít. Chứ nếu như mà bưng bít người ta rất là dễ rồi. Thí dụ như mà Đồng Nai họ nói rằng hai người này là những người uy tín nhất của tỉnh chúng tôi, không nên bắt. Thôi bây giờ để đi, người ta cũng nghỉ hưu rồi, thôi kệ cho người ta như vậy đi, không có đụng chạm tới làm cái gì để giữ uy tín cho cái địa phương này. Hồi trước giờ người ta tôn trọng lãnh đạo, để mà bắt như vậy thì người ta lại không nghi ngờ, người ta nghi ngờ, người ta không tôn trọng những người là lãnh đạo ở địa phương thì sao? Nhưng mà không, rõ ràng là quan tham, rõ ràng là nhúng chàm, rõ ràng có sai phạm, không làm được thì né sang một bên, còn đã làm thì phải làm tới nơi. Dĩ nhiên là những người này đó, trong cái lúc mà đứng ở trên cái bục cao nhất, có khi người ta cũng dạy dỗ người khác, có khi cũng nói vấn đề đạo đức kinh hồn lắm, nhưng mà xét cho cùng cũng chỉ là một tên tham quan, một cái tên vô lại. Và đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay, và xin kính chào quý vị. Chúng ta cần phải có những cái thái độ khinh bỉ đối với những kẻ như thế này, đó là cái điều rất là rõ rồi. Trước đây ông Đinh Thế Huynh làm coi như là ủy viên Bộ Chính trị cũng đã từng nói như vậy, và chúng ta cần phải có những cái thái độ khinh bỉ. Trong khi đó đó thì trước giờ chúng ta chỉ khinh bỉ những cái kẻ như ăn cắp, ăn trộm, đâm chém, hay là họ bực dọc, họ lừa đảo, họ làm đủ thứ chuyện. Nhưng mà thật ra trong cái trốn quan trường, đối với những cái người mà gọi là có cái vị thế đó, rồi được dân người ta tin tưởng giao cho để mà quản lý tài sản, thì họ lại đục khoét của công, họ lại gom những cái tiền thuế xương máu của đồng bào để mà gom về để xây dựng các cây kiểng chẳng hạn. Họ sống như vậy không thể chấp nhận được. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ. Cảm ơn quý vị, xin kính chào.